Chào các em, hôm trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu qua một bài đầu tiên, đó là liên quan tới những cái kiến thức về thi cơ bản và mục tiêu là để đáp ứng cho tất cả các bạn học sinh từ lớp 6 tới lớp 12, đặc biệt là những bạn chúng ta mất gốc tiếng Anh và những bạn mà chúng ta cần phải kiểm tra kỹ lại xem các cái nền kiến thức của mình đã vững hay chưa. Thì tiếp tục với cái chuỗi series luyện các cái thi trong tiếng Anh, thì bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vào một cái thi mà một trong những thi đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hầu hết các kỳ thi, đặc biệt là đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 9 sang lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp lớp 12, và chúng ta sẽ tìm hiểu đó là thi quá khứ đơn. Thì sau khi chúng ta tìm hiểu thi quá khứ đơn rồi thì các bạn sẽ theo dõi các cái clip kế tiếp trên kênh của trung tâm HAT, thì các bạn sẽ thấy là những cái bài sau đó thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để sử dụng thi quá khứ đơn mở rộng, gồm có liên kết thì quá khứ đơn với những thì khác như thế nào, và sẽ mô phỏng cho các bạn thấy thì quá khứ đơn nó sẽ xuất hiện trong đề thi như thế nào. Và bài này chúng ta sẽ tìm hiểu những cái cơ bản trước nha. Và tương tự như là hiện tại đơn hôm trước thì quá khứ đơn nó cũng sẽ có hai cái trường hợp, một là trường hợp có động từ to be, hai là trường hợp có động từ thường, ok, tức là động từ chỉ hành động. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Trước tiên là chúng ta sẽ phân chia nó thành hai nhánh. Một nhánh của động từ to be nó hoàn toàn là giống như cái cách triển khai của cái thì hiện tại đơn hôm trước các bạn nhé, tập trung ha. Thì chúng ta sẽ có ở đây là verb, chính xác cái chính action verb, động từ chỉ hành động nha. Ok rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ có nhánh như cái to be. Thì cái to be của hiện tại đơn nó có là ba từ như là am này, is này, are. Còn bên quá khứ đơn thì chỉ có hai từ thôi các bạn, dễ hơn nhiều ha. Đây. Đây chúng ta sẽ có to be gồm có hai từ là was và were. Ok. Rồi, thì các bạn lúc này sẽ tương tự là thắc mắc là hai từ này thì đi với những thuật ngữ nào. Thì như các bạn sẽ thấy nè, was, were. Nhưng ta đếm ký tự nha. 1, 2, 3, đây 1, 2, 3, 4, rõ ràng có đây nhiều ký tự hơn đúng không? Nó sẽ đi với những chủ ngữ số nhiều. Còn đây nó sẽ đi với những chủ ngữ số này, dễ hiểu rồi nha. Đây, như vậy thì bên đây thì was nó sẽ đi với I nè nha. Rồi, đi với he nè, những chủ ngữ một người các bạn nhé, một người hoặc một vật. She nè, hoặc là it nha. Rồi, ok, và chúng ta sẽ vẽ thành các nhánh như thế này. Rồi, bên đây thì nó sẽ tương tự đi với số nhiều, gồm có you này, ok, we này, they này, và những chủ ngữ khác, ví dụ như là Tom and Jerry. Đấy, cái này thì dễ hiểu rồi các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ lần lượt học thuộc từng cái trường hợp chủ ngữ nào chia với to be nào về mặt cơ bản. Ok, thì chúng ta sẽ có cái câu ví dụ như sau. Ví dụ thì có là I, sau đó thì cho chữ be. Rồi a doctor. Đấy, ví dụ như là trước đây tôi đã từng là bác sĩ đi, ví dụ như vậy đúng không? Đấy, hoặc là những trường hợp tương tự thì chúng ta sẽ đặt ở đây là I was. Ok, ở đây chúng ta không xem xét kỹ quá sâu về nghĩa của câu thôi, là give to be thôi. Rồi, tiếp theo, ví dụ như là để cho người ta là they, sau đó vẫn là cho chữ be, được chưa? Thì chưa chúng ta một khoảng trống và they be in the countryside. Ok, rồi. Thì các bạn nhìn thấy đây sẵn sàng là học thuộc ha, chia số nhiều nha. They were sao rồi nha. Rồi, như vậy thì có những bạn đặt câu hỏi là nếu như đối với những câu mà nó vẫn cho be thế này nhưng mà nó cho kèm theo chữ not nữa thì đó là dạng câu gì nha. Thì chúng ta cũng dễ thôi, đó chính là câu phủ định, và chữ not sẽ chia như thế nào, chữ not cứ giữ chữ not cho người ta nha. Rồi bây giờ ví dụ như là trường hợp đây thầy sẽ ghi là số 1 là câu khẳng định, đúng không? Rồi, như vậy thì thầy sẽ sang trường hợp số 2. Sách ngang đây nhé. Trường hợp số 2 của chúng ta là câu phủ định các bạn nhé. Phủ định thì lúc này các bạn nên nhớ cho thầy là nó có một cái
cái thao tác rất là đơn giản thôi, đó chính là gì? À, chúng ta thêm nó vào thôi nha. Rồi, à, chia vẫn giống như thế này các bạn nhé, chia vẫn giống như trên đây, được chưa? Rồi, à, thêm nó vào. Như vậy thì thầy sẽ không ghi lại cái phần cấu trúc trên này nữa nha. Thầy chỉ co cho cấu dụ, hai cấu dụ này thì chuyển thẳng xuống phủ định cho các bạn luôn nha. Về phần này khá là dễ. Và I was, oh, ok, ghi cái đề luôn cho các bạn dễ hình dung nha. Cho be nè, phải cái nè, not nè, được chưa? Rồi, a doctor, ok nha. Yeah. Đó rồi, vấn đề cái câu số 2 trên này, số 2 thì chuyển xuống nè, đây sau đó là be, sau đó là not nha. Yeah. Rồi đây là in the countryside, ok. Sao bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ chia nó ra cho be not nha. Trên chỉ có be thôi, you was word, còn cái dưới này thì có be có not, chúng ta vẫn chia giống như vậy, thêm not vô. Được chưa? Tuy nhiên cái trường hợp này, was not này các bạn sẽ có thể viết tắt thành wasn't các bạn nhé. Wasn't. Đấy, ở đây tương tự, đây thì sẽ là they were và not giữ nguyên nhá. Thì chúng ta sẽ có thể viết theo một cách khác, đó là weren't. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhánh thứ hai các bạn nhé. Nhánh thứ hai của thì quá khứ đơn là nhánh sử dụng động từ thường, viết ta gọi là action verb, sử dụng động từ chỉ hành động nha. Thì nhánh to be thì chúng ta đã tìm hiểu trước đó rồi, giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về động từ thường, sau đó chúng ta sẽ đi qua một bước nữa là tìm hiểu về những cái từ nhận biết của thì quá khứ đơn nha. Tức là khi mà đưa vào làm trong bài tập đó, thì chúng ta cũng phải biết rằng là nhìn vào cái câu đó thì căn cứ vào từ nào để biết nó là quá khứ đơn. Chúng ta sẽ học thêm cái từ nhận biết của quá khứ đơn. Và cái bài clip kế tiếp sau cái bài này nữa thì sẽ vẫn là về quá khứ đơn, nhưng thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một bước cao hơn nữa là quá khứ đơn liên kết với những thì khác. Ok, chúng ta sẽ đi từng bước lên các bạn nhé. Tức là các bạn sẽ đi từ cái bước thấp nhất, nền tảng dành cho những bạn mất gốc luôn nha. Chúng ta sẽ leo dần lên thì tới cái mức cao nhất có thể luôn. Khi các bạn đang bài tập về thì quá khứ đơn thì các bạn sẽ có thể chạm được mốc 8, 9, thậm chí là 10 điểm. Ok, rồi bây giờ chúng ta xem cái nhánh này nó có những đặc điểm gì nha. Rồi, đối với action verb thì chúng ta sẽ có thứ nhất là một cái cấu trúc câu khẳng định trước các bạn nhé. Câu khẳng định trước đi. Đấy, thì chúng ta sẽ có là chủ ngữ cộng với động từ. Ok, thế nhưng cái động từ này chúng ta sẽ chia thành hai trường hợp nữa, là nếu như hợp quy tắc chúng ta sẽ đi vào cái động từ, còn nếu như bất quy tắc thì chúng ta sẽ chia ở cột thứ hai của bản bất quy tắc. Rồi lưu ý nha, trong bản bất quy tắc của mình sẽ có ba cột, là chúng ta sẽ quy ước cột 1, cột 2 và cột 3, chứ thầy không quy ước cột 0, cột 1 và cột 2. Bởi vì thầy thấy khá là nhiều tài liệu và một số sách mà ngay cả trên mạng nữa, một số thầy cô viết rằng là cột 0, cột 1, cột 2 là không phải, thì làm cho học sinh nó hiểu nhầm nha. Thì chúng ta sẽ quy ước 1, 2, 3 thì nó sẽ dễ hơn nha. Cột dành cho quá khứ đơn này chính là cột 2 của bản động từ bất quy tắc. Tức là chúng ta sẽ phải sở hữu thêm một cái bản động từ bất quy tắc mà các bạn có thể tải trên mạng về. Các bạn có thể mua một cái quyển nhỏ ở ngoài nhà sách cũng có nhé. Và các bạn phải có quyển đấy, và các bạn sẽ phải thuộc một số các động từ trong đấy, và chúng tôi sẽ thuộc dần dần các bạn nhé. Chứ không phải cùng một lúc bắt các bạn thuộc là 760 từ động từ bất quy tắc thì nó khó quá, đúng không? Và chúng ta phải thuộc thông qua quá trình chúng ta làm bài tập nhiều vào. Ok, rồi đối với đây thì chúng ta sẽ còn những yếu tố còn lại chúng ta sẽ không đề cập đến đây nhé, nhiều đề thôi. Để chúng ta đang tập trung vào cách sử dụng cái động từ, được chưa? Rồi, thế thì chúng ta sẽ có ví dụ như thế này. Ví dụ nha. He. Ok, sau đó thì cho chữ visit his friend. Ok, nhiều đề thôi. Đâu. Ví dụ chúng ta đang làm bài này là thầy cô cho chúng ta biết là đây là quá khứ đơn và yêu cầu em hãy chia cái động từ này sang nhận quá khứ đơn, thì chúng ta sẽ xác định visit này chính là động từ hợp quy tắc, thì chúng ta sẽ đi vào. Thế nên có bạn sẽ đặt câu hỏi cho thầy rằng là thầy ơi, làm sao biết động từ bất quy tắc hay hợp quy tắc, đúng không? Thì chỉ có cách thôi các bạn phải tra cho các bạn bất quy tắc. Nó có trong bạn bất quy tắc có nghĩa là nó là động từ bất quy tắc, còn nó không có là nó hợp quy tắc, các bạn cứ thêm đi vào. Ok, thêm mình đi vào ha. Rồi, chúng ta sẽ có cái trường hợp ví dụ thứ hai cũng là he. Ok. Chúng ta sẽ cho một cái động từ khác xem nào. He see.
an elephant. Ok, he sees an elephant. Đấy, anh ta thấy một con voi. Và ở đây thì see thì chúng ta dò trong bản quy tắc nó sẽ có ha. Và chúng ta sẽ chia thành từ saw. Ok, see chúng ta chia thành saw. Yes, ok. Rồi, cái này dễ rồi, chúng ta qua câu phủ định nè. Câu phủ định thì các bạn sẽ phải thêm vào cho thầy là sau một chủ ngữ chúng ta phải mượn động từ trợ vào là did. Và chúng ta thêm not to did luôn nha. Thêm not cho did này thì chúng ta sẽ trở thành là didn't. Và nó sẽ cộng với động từ. Thì lúc này cái động từ nó sẽ không chia nữa các bạn nha. Khỏe rồi đúng không? Khỏe rồi. Thêm cái nữa là did này cũng không phụ thuộc vào chủ ngữ luôn. Tức là tất cả chủ ngữ đều didn't. Yes. Và động từ lại không chia, tính ra câu phủ định dễ hơn. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ coi câu ví dụ nè. Bây giờ sẽ chuyển cái câu ví dụ thứ nhất ở trên này xuống dàn phủ định thì nó sẽ như thế này. He, được chưa? Sau đó thầy sẽ vẫn cho chữ là chữ visit, nhưng mà thầy cho chữ not kèm theo, được chưa? Not visit. Đấy. Rồi, his friends, được chưa? Ok. Sau đó thì chúng ta sẽ dành nè. Đây, not có nghĩa là phủ định. Thì chỉ có phủ định mới có not thôi, đúng không? Thì đây chúng ta sẽ phải mượn từ did vào, mượn vào, nha, yeah, mượn vào, gắn chữ not vào, chúng ta sẽ viết tắt thành didn't. Và lúc này động từ visit giữ nguyên, ok. Cái này thì quá dễ rồi, các bạn nhá, quá dễ rồi. Chúng ta sẽ đi qua cái phần kế tiếp nữa là câu nghi vấn, câu nghi vấn nha, rồi vấn nghĩa là câu hỏi á, câu hỏi. Thì chúng ta sẽ bỏ việc là câu hỏi thì nó có hai dạng, một là câu hỏi yes no, hai là câu hỏi thông tin, tức là bắt đầu bằng những chữ WH, chứ nghĩa là what, where, when, why, how, who, v.v. Đấy, thì hai dạng đấy đều có một đặc điểm giống nhau. Tức là, ví dụ như câu hỏi có WH thì chúng ta đặt cho WH đứng đầu câu, vậy thôi. Còn không có WH thì chúng ta bỏ ra. Thì ở đây thì đặt kiểu WH nằm trong dấu ngoặc đơn, ok, để thể hiện rằng là nó có khi có và có khi không tùy vào dạng câu hỏi là gì. Và phía sau thì bắt buộc phải là gì? Phải là did, ok. Và kế tiếp nữa là chủ ngữ chúng ta đã hiện cho châu, và lúc này càng khỏe nha các bạn, động từ chúng ta vẫn không chia, ok. Động từ lúc này chúng ta vẫn không chia, chúng ta vẫn giữ nguyên cái thể của nó. Và bây giờ thầy sẽ đem cái câu ví dụ của cái câu phủ định trên suốt thành câu hỏi luôn các bạn nha. Và bây giờ thầy đặt câu hỏi nè, thầy cho là he visited. Thì ra câu hỏi là did. Đem did ra trước nha. Thầy muốn đặt câu hỏi yes no nha. Rồi, đem cái he ra phía sau. Ok. Lúc này chữ visit thầy giữ nguyên. Đấy, rồi. Did he visit his friends? Yes. Ok. Chấm hỏi xong. Thì nếu như mà cái câu hỏi mà người ta cho một từ để hỏi, đúng không? Đấy. Ví dụ người ta cho chữ why đi, chữ why đi. Đấy, nó sẽ gặp trên watch đúng không? Why. Thì lúc này chúng ta sẽ làm sao đây? Thì chúng ta sẽ vẫn là y như ở câu trên luôn. Chữ why thì chỉ là thêm vô để đổi dạng câu hỏi thôi, đúng không? Vẫn là did he, đúng không? Vẫn là visit, vẫn là his friends. Đấy, chúng ta không có thay đổi gì cả, đúng không? Xong, ba dạng thức của quá khứ đơn. Nói tóm lại rằng, đối với quá khứ đơn thì các bạn phải nhớ rằng là khi phủ định chúng ta phải thêm động từ trợ did vào. Còn đối với câu khẳng định thì chúng ta phải dò trong bản quy tắc, xem nó hợp quy tắc hay bất quy tắc nha. Ok. Và bây giờ thì tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn nhận dạng cái thì quá khứ đơn bằng một số cái từ thường gặp. Một số từ nhé. Và những cái từ này thì nó sẽ giúp các bạn khi mà các bạn làm bài tập tổng hợp, các bạn ôn thi tuyển sinh từ lớp 9 đến lớp 10, ôn thi đại học hoặc là các kỳ thi khác mà có sử dụng quá khứ đơn, thì tất nhiên người ta sẽ không cho chúng ta biết đó là thì quá khứ đơn đâu nha, không thể. Và chúng ta phải tự nhận dạng ra là chọn rất nhiều thì chọn, thì chúng ta phải biết trong câu này có từ này thì nó sẽ là quá khứ đơn, vậy từ này là những từ gì, chúng ta cùng tham khảo tiếp theo nha. Ok, và chúng ta sẽ quan sát ở đây là cái là các cái từ nhận biết của nó nhé. Thầy sẽ ghi cách ngắn gọn thôi là nhận biết nha. Ok, cái cách thầy ghi bài trên bảng và cách thầy hướng dẫn cho các bạn là dành cho những bạn mà chúng ta học từ cơ bản thấp nhất rồi, cho nên ghi theo những cách nào dễ hiểu nhất các bạn nhé. Đấy, chứ chúng ta ghi hoàn toàn bằng tiếng Anh thì nó cũng hay rồi, cũng thích rồi, nhưng mà con cái không phải bạn nào cũng học được.
nha. Các bạn chúng ta sẽ đi từ cái thấp nhất dễ nhất nè để cho tất cả các bạn đều có thể học được. Ok, thì những biết thì các bạn thường gặp nhất là gì? Yesterday, đúng không? Yesterday nó có nghĩa là hôm qua. Đấy, rồi tiếp theo nó còn gì nữa? Ago. Ago nghĩa là cách này nha. Rồi chút xíu các bạn sẽ nhìn thấy bài tập, các bạn sẽ biết nha. Rồi cứ ghi qua trước này đã. Chúng ta sẽ có từ last, đúng không? Last có nghĩa là đã qua. Ví dụ chúng ta có là last summer, mùa hè vừa qua. Last year, năm qua, năm trước. Ok. Last month, tháng trước. Ok. Last night, tối qua. Tương tự vậy ha. Rồi chúng ta sẽ có chữ in nữa. In nữa nha. Cộng với một cái thời gian trong quá khứ. Các bạn chú ý cho cái này nha. Thời gian phải là trong quá khứ nha. Rồi thời gian trong quá khứ, ví dụ như gì? Ví dụ ta có là in. Bây giờ chúng ta là năm 2021 đúng không? Và đây in 2020. Đấy, năm 2020 là quá khứ rồi, đúng không? Thì ta sẽ in cộng với một cái năm trong quá khứ thì nó là quá khứ rồi. Ok, từ nhận biết thì nó chỉ có đơn giản như vậy thôi các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào làm thử vài câu bài tập sử dụng quá khứ đơn. Và các bạn lưu ý, bây giờ thầy sẽ cho các bạn vài câu bài tập đó. Có cả động từ to be và có cả động từ thường luôn, động từ chỉ hành động luôn. Và tập trung nha, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước làm như thế nào cho chính xác nhất. Yes, ta đã đi qua hết từ phần lý thuyết rồi, bao gồm có cách sử dụng động từ to be của quá khứ đơn, rồi cách sử dụng động từ thường chỉ hành động, và sau đó là tới cái từ nhận biết rồi nha. Chúng ta sẽ thực hành thử xem nào. Rồi trên đây thì đa số là động từ thường thôi nha. Đấy, một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ có thêm vài câu nữa sử dụng động từ to be trên bàn nhé. Rồi để cho tiện luôn thì cho các bạn dễ nhận dạng thì sẽ ghi thêm một câu cái này nữa nha. Cái này sử dụng to be ha. Rồi my parents be the farm yesterday. In the farm yesterday. Ok, mấy câu này đơn giản rồi. Bắt đầu chúng ta xác định nào. Thứ nhất là khi các bạn làm bài, các bạn xác định được cho thầy là từ nhận biết của nó. Đây, yesterday. Khẳng định ngay câu này là quá khứ đơn. Tuy nhiên chúng ta đây là chúng ta đang làm quá khứ đơn không nha. Tuy nhiên thầy cũng phân tích cho các bạn là cái bước 1 là xác định từ nhận biết để làm gì. Khi chúng ta làm bài tập mà nó có nhiều cái thì hơn á, thì các bạn làm đúng cái bước cho bạn, để xác suất đúng sẽ rất là cao. Ok. Này, chúng ta sẽ dò theo cái từ go, nó có được bản mất quy tắc không nha. Từ go là có được bản mất quy tắc nha. Chúng ta đổi sang quá khứ là đổi thành chữ went. Rồi, ở đây các bạn thấy đây là câu hỏi. Ok. Câu hỏi thì chúng ta phải mượn gì? Động từ trợ vào đặt phía trước. Đúng không? Và chủ ngữ ta là he này. Rồi, lúc này như lý thuyết này nổi thì lúc mượn động từ trợ rồi thì động từ ở phía sau nó không chia nữa. Ok. Này nó giống câu ví dụ này trong phần lý thuyết khác chúng ta dễ nắm ha. Và câu số 3 thì các bạn thấy là có một cái từ nhận biết nữa của quá khứ đơn mà các bạn ít có để ý tới, đó là this morning. Ví dụ như hiện tại thầy đang giảng cho các bạn bài này là khoảng ngoài 3 giờ chiều rồi. Và thầy nói là sáng nay John nó thức rất là sớm. Và sáng nay là quá khứ nha. This morning là quá khứ. Ok. Thì lúc này trên get chúng ta trong bản có quy tắc nó sẽ đổi thành chữ got. Và thứ nhất là lần nữa là các bạn phải có bản bất quy tắc trong tay khi học quá khứ đơn nha. Và nếu học thuộc luôn những động từ cơ bản như này thì quá tốt nha. Rồi last week, câu kế tiếp là last, quá khứ đơn đúng không? Nhưng mà câu hỏi các bạn nhé, câu hỏi thì chúng ta sẽ mượn động từ trợ vào đầu câu, tất nhiên phải là điểm hoa rồi đúng không? Rồi tiếp theo là từ này chúng ta không cần chia nữa nha. Và chúng ta có chữ did phần phía trước rồi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục có là yesterday, lại là ngày hôm qua, quá khứ ha. Nhưng mà ở đây là có chữ be. Và cẩn thận, chữ be thì các bạn phải nhìn chú ngữ cái đây có s số nhiều đúng không? Chúng ta sẽ chia thành were. Đấy, các bạn coi là cái đoạn đầu của đoạn clip các bạn sẽ thấy ha, cái sự chữ be. Đấy, và đây là những cái cơ bản nhất về thì quá khứ đơn mà thầy hy vọng là sau cái bài học này các bạn sẽ có thể nắm được, vận dụng được và có thể là tìm một số bài tập trong sách hoặc là trên mạng để chúng ta có thể làm thêm
để trau dồi thêm sẽ cái khả năng vận dụng lý thuyết của mình vào bài tập đã tốt hay chưa nha. Chỉ có luyện tập nó mới giúp chúng ta phát triển kỹ năng được. Yes, of course, okay. Yeah. Và cái clip kế tiếp thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn, như thầy nói ở đầu buổi, là cách để liên kết thì quá khứ được với một số thì khác. Các bạn hãy đón theo dõi nha. Cái phần đó mới là phần giúp các bạn lên được 8 điểm trở lên đối với thì quá khứ được. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.